Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài bình luận Những hoạt cảnh bi hài. Thưa quý vị, những ngày này khắp Việt Nam, nhà cầm quyền đang chống rong cờ mở, hò hét đủ mọi cách để người dân chú ý vào một câu chuyện hài hước được lặp đi lặp lại cứ 5 năm một lần, gọi là bầu cử quốc hội. Đã có rất nhiều tiếng nói, nhiều bài viết, nhiều bài phân tích và các cuộc hội luận cũng như là những lời ca thán, những cái tiếng nói ai oán về cái việc hao tiền tốn của và vô bổ của cái gọi là bầu cử này. Cũng đã có rất nhiều những lời kêu gọi, trước hết là kêu gọi cải cách, cải tổ, bầu cử, rằng hãy trả lại những người dân cái quyền của mình là quyền được bầu người đại diện của dân. Rằng hãy thôi đi cái trò trẻ con mà ai cũng biết mục đích của nó là gì. Rằng cái thời buổi công nghệ 4.0 mà vẫn diễn những cái trò lố bịch của nó, những cái trò như vậy thì chỉ là cái sự bôi cho trát trấu vào mặt, không hề biết xấu hổ mà thôi. Thưa quý vị, bởi chỉ có một chiếc điện thoại bé nhỏ trên tay thì người dân đã có thể chứng kiến được những cuộc bầu cử nghẹt thở, những kịch đầy những kịch tính và quyền lực của lá phiếu cử tri từ trong tay người dân như thế nào ở các cái quốc gia bên ngoài Việt Nam. Bởi người dân không ai không biết rằng cái gọi là quốc hội chỉ là một nhóm đảng viên quan chức được đem ra để trát thêm một lớp son, mặc thêm cho một cái chiếc áo khoác mạo danh là nhân dân mà thôi. Thế nhưng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì việc cải tổ, thay đổi chuyện bầu cử để trả lại quyền cho người dân một cách thật sự khách quan và công bằng bình đẳng chỉ là cái chuyện tự mình trói mình khi mà từ bỏ cái quyền lực của một đảng độc tài. Ở cái vị trí độc tài đó thì nhà là đó là quyền lực, nó là tiền bạc, nó là sự ưu đãi, nó là cái gông cùng mà người cầm chìa khóa quản lý cái chìa khóa đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn nạn nhân của nó là những người dân Việt Nam. Do vậy, cái việc kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam trả lại quyền cho dân thì không khác lắm với cái việc kêu gọi một cái đám cướp đi làm từ thiện. Và khi việc kêu gọi góp ý cho người Cộng sản chỉ là một việc nước đổ la môn, thì hàng loạt lời kêu gọi tẩy chay đã xuất hiện. Vì sao phải tẩy chay? Bởi vì đó là cuộc đảng cử dân bầu hết sức trơ trẽn và bất cứ một người nào cũng nhìn thấy cái bản chất của nó chỉ là một cái màn diễn vụng về đúng cái tính chất và hình thức của cái điều mà người Cộng sản vẫn thường gọi là dân chủ hình thức, dân chủ giả hiệu, dân chủ ngược đời, dân chủ giả cầy. Thực chất của việc đặt ra một cái nhóm đảng viên mang tên là Quốc hội là một cái tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, nó cạch cỡm, nó sống sượng đến cái mức hài hước trước mặt bản dân thiên hạ trong nước và cả đến thế giới. Nó cạch cỡm ở cái cách tổ chức, cái cách bầu bán đã đành rồi, mà nó còn cạch cỡm, nó còn hiện thân của cái việc hành động bất chấp lợi ích của người dân, của đất nước trong những việc quan trọng liên quan đến sinh mệnh người dân, đến sự tồn vong của đất nước, đến sự an nguy thịnh suy của giống loài. Tất cả đều nhất tuân theo cái gậy lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Mà cái sự lãnh đạo của Đảng thì đâu có phải sáng suốt tài tình gì cho nó căng. Đâu phải như những cái lời được rêu rao của hệ thống tuyên truyền của Đảng. Đảng đã đi từ hết sai lầm này cho đến tội ác khác. Đảng đã chỉ thị cho cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước tiếp tục phải giơ tay, tiếp tục ủng hộ kế hoạch, những công việc, những dự án mà nhiều khi đó là ngông cuồng, nhiều khi đó là phản động và là sự thể hiện cái thối rữa không thể chống lại của một thể chế độc tài. Biết bao nhiêu cái dự án, bao nhiêu cái chủ trương lớn của Đảng, bao nhiêu những cái dự luật được gọi là cái gọi là quốc hội thông qua mà ở đó không thể tăm hơi của cái quyền người dân ở đâu, mà chỉ thỏa mãn những cái nhu cầu củng cố lợi ích, quyền lợi cũng như chiếc ghế cai trị của Đảng, hoặc là thậm chí là làm hài lòng các cái thế lực xâm lược từ phương Bắc. Những cái điều đó nó thể hiện rất là cụ thể qua các nghị quyết của Quốc hội Cộng sản Việt Nam về các cái dự án như gọi là bô xít Tây Nguyên, rồi các cái tập đoàn kinh tế nhà nước, các công trình trọng điểm và các cái đại dự án
đang đắp chiếu về hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ đồng, ngày đêm khoét dần vào cái nền kinh tế mục ruộng do tham nhũng của bộ máy cán bộ đảng viên. Và người dân thì chỉ được phép nộp tiền và đứng nhìn đảng vén tay để đột. Những cái điều đó, nó cũng thể hiện một cái sự im lặng có chủ đích. Việc các đại biểu quốc hội ngậm tăm trước những cái cuộc chiến cướp lãnh thổ, lãnh hải trên đất liền và dưới biển, trên Biển Đông, ở hải đảo với đất đai của Tổ quốc. Thậm chí cái gọi là quốc hội này còn làm những việc vụng trộm và lén lút, tiếp tay việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Lê Khả Phiêu ký cái hiệp định biên giới trên bộ với Trung Quốc. Để mà đất nước này mất đi 15.000 cây số vuông, mà cho đến nay đã hơn 20 năm qua thì người dân là chủ của đất nước này vẫn không hề biết nội dung của cái hiệp định đó là gì. Cái giả hiệu, cái hình thức, cái phản động của tổ chức nước này là ở thì nó đã rõ. Bất cứ ai quan tâm, có suy nghĩ và nhận thức đều biết được rõ điều này. Thế nhưng đảng viên thì vẫn cứ lì lợm, trơ tráo diễn đi diễn lại cái vở bi hài kịch này trước quốc dân đồng bào một cách thiếu liêm sỉ. Mà mỗi cuộc biểu diễn đấy đâu có phải là không có tác hại. Hàng núi tiền đổ vào cái gọi là quốc hội ấy hàng ngày, hàng tháng, hàng năm và là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Nó là tài nguyên của đất nước bị bán đổ ăn tháo. Nó là xương máu và sự tủi nhục của hàng triệu con dân Việt Nam. Không chỉ ở trong nước mà cả từ những người dân Việt Nam đang tủi nhục bán sức lao động, làm nô lệ cho bọn tư bản giấy chết để gửi về cho đảng, tha hồ mà đốt. Thậm chí nó có cả từ những cái gọi là khúc ruột ngàn dặm của đảng. Nó là những cái kiều bào, những người con xa quê hương trong đất nước, nó là những cái nạn nhân của đảng bắt đầu phải bỏ nước ra đi. Chỉ riêng cái gọi là bầu cử quốc hội này thì người dân đã phải bỏ ra đến hơn 4.000 tỷ đồng cho đảng diễn lại cái vở diễn cũ rích và bẩn thỉu. Chưa nói đến mỗi ngày cái gọi là quốc hội này còn phải nhóm họp, đã tiêu tốn cả tỷ đồng, rồi ăn, rồi ở, rồi đi lại, rồi cả đất nước bị đưa vào một cái trò lừa đảo bằng nhiều cách, bằng nhiều biện pháp khác nhau. Và cứ thế, tiền dân cứ đốt, những con rối tiếp tục múa bay và biểu diễn không hề biết ngượng ngùng. Cũng có lẽ phải nhầm để thử thách cái độ trơ lì và sự lố bịch của những cái trò lừa đảo mà đảng đem ra thi thố trước thiên hạ. Cho nên cứ mỗi khi mà đảng diễn trò thì trời đất thiên nhiên cũng nổi giận bằng cách này hay là cách khác. Cuộc gọi là đại hội đảng vừa qua cũng như là cái màn trình diễn tốn kém hài hước của cuộc gọi là bầu cử năm nay. Khi mà đảng tiến hành thì lại lúc mà dịch bệnh lại cứ bùng phát dữ dội nhất tại Việt Nam. Điều này đã đặt đảng vào một sự bối rối lúng túng và thể hiện cái sự bất chấp tất cả, miễn là đạt được mục đích của đảng được hoàn thành. Tính mạng đời sống của người dân đều là không có ý nghĩa gì hết, không có gì đáng kể. Và người ta thấy những cái hoạt cảnh bi hài đó, khi mà đảng ra sức hô hào là cách ly, cô lập, giãn cách xã hội để mà đề phòng chống dịch, thậm chí còn phạt tiền và truy tố những cái người vi phạm lệnh của đảng, thì cũng chính khi đó đảng đã muốn phát động những cuộc trống rỗng cờ mở, là những cuộc trình diễn cờ quạt, chiêng trống âm ý để nhằm cổ vũ cho cái gọi là ngày hội toàn dân đi bầu cử của đất nước, để bôi rát thêm một cái lớp vỏ gọi là quốc hội của toàn dân. Để rồi sau này thì nói như Nguyễn Sinh Hùng là gì? Quốc hội là của dân, quốc hội sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai? Thưa quý vị, phải chăng đó cũng là cái cách mà trời đất thiên nhiên đã đặt ra để hạn chế bớt đi cái sự phô diễn hết sức cạch cỡm thường vậy, nhưng mà tốn kém vô cùng những cái đồng tiền của người dân? Và phải chăng đó là cách mà để không chỉ người dân mà trời đất thiên nhiên tạo hóa cũng đã thể hiện cái sự nổi giận của mình trước những cái trò lừa đảo mà không ai có thể chấp nhận được? Bởi thưa quý vị, những hành động phản nước hại dân của đảng như thời gian qua thì như người xưa đã nói rằng là thiên bất dung gian, cho nên phi nhân đả tắc thiên đả. Ngày 17 tháng 5 năm 2021, GB Nguyễn Hữu Vinh. Thưa quý vị vừa nghe bài bình luận là một cái những trò hài hước lố bịch của đảng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình bình luận lần sau. Xin cảm ơn.